Bây giờ mình sẽ học cái cách xử lý cách trượt luôn. Thì giống như phanh sau thôi, khi mà trượt anh nhả nhẹ ra, phanh sau khi mà trượt anh dở lên, thì cái phanh trước khi mà trượt á anh siết vào từ từ nha. Rồi em nói em chỉ cách siết phanh luôn. Khi mà siết vào á, bình thường anh siết á là anh thấy siết thế nào, anh siết cho em coi. Rồi nó hơi chậm, tuy nhiên là không có điểm dừng, tức là thế này, khi mà siết phanh á bắt buộc cái giai đoạn đầu nó sẽ nhanh. Mình đang đi thế này, mình muốn phanh là mình sẽ chụp thế này, tuy nhiên mình sẽ có cái điểm dừng lại đấy chị. Mình xác định là khi mình chụp vào là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như em giờ em quen khoảng 80 rồi, là chụp vào là dính 80 liền, nhưng mà từ 80 là lên 100 nó còn đoạn dài lắm. Từ khi mà anh chụp vào là bắt đầu cái xe nó chậm lại rồi, nhưng mà để khi mình muốn tăng thêm lực phanh thì mình tăng dần lên 100 ở tầm này đó. Thì bây giờ cái mục tiêu của anh là cũng giống vậy đó, anh sẽ chụp vào cho em thật nhanh và lực phanh tạo ra thật lớn khi anh mới vừa chụp vào, và từ đó anh tăng dần lên thêm cho tới khi cái bánh nó muốn trượt. Thì có thể anh sẽ phải trải qua vài lần trượt đó, cho nên là vài lần đó mình cẩn thận một tí thôi. Mà bây giờ phải tăng thêm chứ, mà nãy giờ yếu quá, nãy giờ chắc khoảng được 50 à. Chụp vô là dính rồi, tức là bây giờ cái lực phanh anh là 10 phần đúng không, là tới 10 phần là nó sẽ khóa bánh. Thì bây giờ anh cố gắng làm sao anh chụp vào nó đạt khoảng 80 luôn, 8/10 luôn, rồi từ 8 rồi mình tăng dần lên 8.5, 8.7, 8.9, rồi 9, rồi 9.5, rồi 10 đó, mình sẽ tăng dần lên, và mục tiêu mình là sẽ đạt 9.5/10.